Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với bản tin nhanh của Vũ Phong Miền Tây Life. Nhiều người dân cho rằng là Đèo Hải Vân có khe núi, hang đá giúp sự có thể sống sót và có thể xuôi xuống chân đèo, nơi có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua để có thể nhảy lên tàu tẩu thoát. Chiều ngày 10 tháng 6 thì lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết là đơn vị vẫn đang phối hợp triển khai trên toàn tuyến đèo Hải Vân truy bắt Triệu Quân Sự, phạm nhân bỏ trốn tại trại giam T10 Quân khu 5 Quảng Ngãi. Theo đơn vị thì hiện tại lực lượng Bộ đội Biên phòng đã rút quân bớt và chỉ để một số trinh sát ở lại phối hợp với các đơn vị tập trung ra phía bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để truy bắt sự. Thông tin từ phòng điều tra hình sự Quân khu 5 cho biết là hiện đơn vị vẫn đang phối hợp với các cục điều tra hình sự và Bộ Quốc phòng với nỗ lực giải quyết truy bắt sự. Phạm vi truy tìm bao quát cả khu vực phía nam nơi phạm nhân bỏ lại xe máy và phía bắc đèo Hải Vân. Đường sắt được tăng cường cảnh giác. Một số người dân mưu sinh buôn bán nhỏ lẻ ở đèo Hải Vân cho biết là những ngày qua họ được lực lượng chức năng nhắc nhở cảnh giác và thông báo ngay khi phát hiện điều bất thường. Là một người thông thạo địa hình đèo Hải Vân, ông Phạm Dạng ngụ ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết là trong đêm ngày 4 tháng 6 thì ông là người được trinh sát nhắc nhở nhờ dẫn đường để khóa lối thoát của Triệu Quân Sự. Người này cho rằng là sự có thể xuôi theo chân đèo nơi có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua để có thể nhảy lên tàu và tẩu thoát. Nước biển dòng chân đèo có sóng rất là lớn, mực nước sâu đối với người có thiết bị hỗ trợ cũng khó mà có thể bơi ra đến những bãi đá cách chừng 2 đến 3 mét. Vợ chồng chị Nguyễn Thi Thạch 42 tuổi trú tại trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cả hai sống bằng nghề chặt củi trên rừng Hải Vân lâu năm nên rất là am hiểu địa hình này. Chị Thạch cho rằng là rừng Hải Vân có nhiều hang đá, khe suối và gốc cây lớn, đồi rẫy của người dân có cả cây ăn quả, chính vì thế là có thể giúp phạm nhân ẩn trốn và sống nhiều ngày trong đây. Người phụ nữ này suy đoán là dọc đèo Hải Vân có các cống thoát nước lớn băng qua đường và nếu đi di chuyển theo các đường ống này thì phạm nhân có thể tiếp cận xuống đường ray để có thể nhảy lên tàu trốn thoát. Còn nếu băng cắt qua rừng Hải Vân thì có thể chỉ thoát qua hai hướng, đó là băng qua rừng Nam Đông của Thừa Thiên Huế hoặc là rừng Đông Giang của tỉnh Quảng Nam. Và nếu đi đường núi thì phải mất cả tháng mới có thể thoát khỏi Đà Nẵng. Phía đường tàu thì sự có thể nhảy lên được, còn đường biển ở đây rất là sâu và có độ xoáy lớn nên rất là khó có thể đi qua đường này. Trên rừng Hải Vân có nhiều chòi gãy suối và lá cây có thể ăn được. Để có thể sống sót. Chị Thạch nói và cho biết là nếu phát hiện bất thường thì chị sẽ báo ngay cho các cơ quan chức năng. Các nhân viên gác chắn đường sắt phía bắc đèo Hải Vân cho biết là những ngày qua họ được Trung tâm điều hành vận tải đường sắt, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cung cấp hình ảnh nhận dạng quan sát kỹ khi tàu chạy qua, đặc biệt là ban đêm để tăng cường cảnh giác. Và tính tới thời điểm ngày hôm nay thì đã hơn 7 ngày ráo riết tìm kiếm, ngoài chiếc xe máy sự bỏ trên đường thì cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin hoặc là dấu vết nào của phạm nhân này cả. Và đó là tất cả những thông tin mình gửi đến các bạn trong video này. Video này là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.